Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin kính chúc cho tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, bước sang tháng 1 thì ai ai trong số chúng ta cũng tò mò và muốn tìm hiểu xem vận trình số phận của mình trong tháng 1 này sẽ như thế nào, và đặc biệt là đối với quý vị tuổi Kỷ Sửu. Quý vị có muốn biết là trong tháng 1 âm lịch thì mình có được may mắn thuận lợi hay không ạ? Bước sang tháng 1 âm lịch thì những gia chủ tuổi Kỷ Sửu cực kỳ may mắn, làm gì cũng thành công và thuận lợi, gia đạo thì hưng vượng an yên. Và trong tháng 1 âm lịch này thì quý vị là một trong số ít con giáp được mọi người kính nể và ghen tị. Cùng với đó là những thành công của mình sẽ được tất cả mọi người ngưỡng mộ và công nhận. Vốn dĩ là người thông minh, đôn hậu, có tấm lòng bác ái, cuộc sống những tháng năm trước đây gặp không ít trắc trở và sóng gió trong cuộc đời. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu thêm thì chúng ta hãy cùng vào phân tích cụ thể để xem sau quá trình gặp khó khăn vất vả thì đến thời này tuổi Kỷ Sửu chúng ta có được những may mắn nào từ phía phần trên ban cho mình nhé quý vị nhé. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, gia chủ sinh năm 1949 Kỷ Sửu, thường gọi là tuổi Châu, có ngũ hành bản mệnh là phích lịch hỏa, tức là lửa sấm sét. Kỷ Sửu sinh năm 1949 là người khôn ngoan, ứng xử khéo léo, lại có ngoại hình phong độ lịch sự nên dễ gây thiện cảm trong giao tiếp. Ngoại cảnh và vẻ hào nhoáng bên ngoài rất dễ lôi cuốn, vì thế suy nghĩ và ước vọng cũng mau thay đổi, cho dù cố gắng cũng khó thành công với những ngành nghề đòi hỏi sự tính toán nhẫn nại và nhất là phải thể hiện tính khuôn mẫu, mực thước. Ưu điểm lớn nhất của người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 chính là tinh thần trách nhiệm với công việc rất cao, sống thực tế, mọi chuyện đều suy xét kỹ càng trước khi thực hiện. Tuy vậy, họ lại khá bảo thủ và truyền thống, quá cứng nhắc, không khéo léo xử lý, hơn nữa dễ nổi nóng nên mọi chuyện rơi vào thế, không thể vãn hồi. Về tình cảm, người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 ít khi thể hiện tình cảm của mình, nhưng nếu gặp được người phù hợp, họ sẽ bộc lộ thế giới nội tâm phong phú của mình. Người tuổi này cũng không biết cách thể hiện bản thân, làm màu trong mắt người khác, nên nhiều khi bỏ lỡ cơ hội đến với mình. Phụ nữ dễ tin người, thích nghe lời đường mật từ người khác mà làm theo nên khó tránh khỏi thời thất bại lúc trẻ. Vận mệnh gia chủ Kỷ Sửu sinh năm 1949 có lúc mở mặt với đời nhưng công danh tài lộc không bền, chịu nhiều phong trần từ thời Tiền Trung vận. Tuổi già được nhiều phước đức và con cái nên danh. Xem tử vi tháng này, quý gia chủ tuổi Kỷ Sửu vẫn được cát tinh bảo vệ, được bình an, cát tường, hưởng thụ cuộc sống. Do đó trong đại đa số hoàn cảnh, dù gặp vấn đề khó khăn, rắc rối, chỉ cần giữ trạng thái tâm lý tích cực, bình tĩnh thì bản mệnh vẫn có thể từ từ giải quyết. Người tuổi này nên để tâm lắng nghe ý kiến của con cháu trong nhà, không nên tự mình quyết định làm mọi việc, nếu không có thể vướng vào những sự cố không đáng có. Xét về thiên can, kỳ âm thổ gặp nhâm dương thủy nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này quý gia chủ cần phải chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với đồng nghiệp cũng cần phải khôn khéo tránh bị áp chế sắp đặt ảnh hưởng đến công việc. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Những người tuổi Kỷ Sửu có tính cứng cỏi, quyết tâm nên đa phần vẫn có thể tự giải quyết những vấn đề của riêng mình. Nhờ có cách đối nhân xử thế phù hợp, bản mệnh tránh được những mâu thuẫn không đáng có, duy trì được trạng thái tinh thần lạc quan, tích cực. Tuy nhiên trong một số việc quan trọng, bản mệnh nên trao đổi với con cháu trong nhà nhiều hơn, chớ nên tự làm theo ý mình, nếu không dễ vướng vào rắc rối. Ở độ tuổi này, gia chủ không còn đặt nặng vấn đề sự nghiệp, vì thế mà mọi thứ diễn ra theo hướng ổn định, không có nhiều biến động tiêu cực. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
Tháng này được cát tinh chiếu mệnh nên người sinh năm 1949 vẫn sẽ có được một khoản thu nhập nhất định. Một số người có nhà đất hoặc đầu tư có thể thu được một khoản lời lãi kha khá để tiết kiệm và duy trì cuộc sống dư giả. Song bạn cũng không nên quá chú tâm vào vấn đề làm giàu. Thời điểm này chính là thời điểm bạn nên nghỉ ngơi và quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi sức khỏe cho quý gia chủ tuổi Kỷ Sửu trong tháng 1 âm lịch năm 2022 không gặp vấn đề gì quá lớn. Để có một cơ thể khỏe mạnh hơn, bản mệnh nên chú ý lao động vừa sức, rèn luyện thể dục thể thao phù hợp. Khi đối diện với các vấn đề trong cuộc sống, gia chủ không nên nóng nảy, hiếu thắng, so đo được mất vì như vậy dễ gây tác động xấu đến thể chất và tinh thần. Các quý gia chủ tuổi Kỷ Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng để có thể mang lại tác dụng tốt nhất cho quý gia chủ tuổi Kỷ Sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Trên phương diện tình duyên, gia đạo tháng này, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia về cơ bản là ổn định, song những mâu thuẫn bất đồng vẫn có. Khuyên cả hai người nên bình tĩnh lắng nghe đối phương, không nên nâng cao quan điểm của bản thân, không nên khăng khăng làm theo ý mình, khiến cho tình hình ngày càng thêm căng thẳng. Người cao tuổi cần phải tránh những tình huống tác động quá mạnh đến tâm lý. Mối quan hệ với người ngoài bình ổn, bản mệnh cần tránh những xích mích tranh cãi với hàng xóm láng giềng nếu không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng sức khỏe. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022 tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Dần lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục, xung thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Đối với người tuổi Kỷ Sửu trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 1 năm 2022, tức ngày 11 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 1 năm 2022, tức ngày 23 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Sửu trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 1 năm 2022, tức ngày 4 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 1 năm 2022, tức ngày 16 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 1 năm 2022, tức ngày 28 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 trong tháng 1 âm lịch. Và qua đó quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có thể có được may mắn và thành công trong tháng 1 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và ấn chuông để có thể luôn là người đầu tiên nhận được những thông báo mới nhất và bổ ích đến từ Phong Thủy Gia Cát. Xin mến chào và hẹn gặp lại!